Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Nhả ra. Anh nhả ra. Em cho anh ăn chưa? Anh Tuấn. Anh nhả ra. Qua đây tôi nhận em. Em nhảy ra tôi không cho nuốt vậy. Thua mà nó gấp giống như là người chiến thắng vậy đó. Rồi hả, lên trên mạng cái thả mày đặt tôi là vậy hiếu vậy đó, con gái thương. Đâu, em gấp cho mấy anh, em vô phục vụ mấy anh mà. Cái gái đâu biết là hả chân thua cái vậy. Ôi, con tôm này đã nguội rồi. Chỉ cần tụi em lóc vỏ đúng không? Lóc vỏ em làm cho, em làm cho. Xin cái gì là có cái đó. Ok. Ước gì tôi có một con tôm. Em gấp lộn vỏ đi. Ủa? Lô tiền mời ạ. Móc ra cho tôi đi. Dạ. Cắt ba đi. Trời ơi, gia đình mình nghèo quá vậy. Nghèo lắm em ơi. Trời ơi, đem cho thừa đó. Sao tập nào cũng đầu thai gia đình nghèo hết. Đầu thai ha. Ôi, con tôm này đã nguội rồi. Cần tụi em lóc vỏ đúng không? Em làm cho, xin cái gì là có cái đó. Ok. Ước gì tôi có một con tôm. Em gấp lộn vỏ đi. Ủa? Trời ơi anh ơi, nhỏ đẹp trai vậy, nói thùng rác. Đây một cái nồi thần kỳ của em á. Thì uống massage cho tôi đi. Trời ơi, massage anh cho em ăn cái gì? Ăn anh. Trời ơi, massage thôi. Massage đi. Dạ. Thì xíu dạ. Tôi sẽ cho em ăn tôm hùm. Trời ơi. Qua bên đây. Ôi em đánh nhấp qua bên đây. Đâu em massage. Dạ. Tôi đợi em. Dạ ok ạ. Dạ ơi. Dạ tiếp cho miếng tôm nha. Qua đây tôi nhận em. Nhảy ra. Em nhảy ra tôi không cho nuốt vậy. Tôm cho ta ăn luôn vậy. Đúng rồi, ham ăn hóc uống. Con ghẹ đánh bắt xa bờ. Đúng rồi. Có mới nới cũ đi anh, ăn ghẹ đi. Tôm để em ăn cho. Em cho gia đình em nha. Em mang cho gia đình em. Ok. Ừ. Mẹ ơi. Gì con? Nè, con mới kiếm được con tôm. Trời ơi. Nào ba anh em mình ơi. Ơi. Bây giờ ở đây anh có một hộp quẹt diêm. Ok. Bây giờ mình ước là mẹ về đi. Ok, ước mẹ về nha. Lâu lắm rồi mẹ chưa có đi về. Mẹ ơi, ước gì mẹ xuất hiện ở đây. Mẹ ơi, mẹ Lâm ơi. Con mẹ về đi các con. Quá trời ơi. Mình còn hai quay diêm nữa. Ước đồ ăn đi anh ơi. Ước đồ ăn. Ước cái đùi gà đi anh. Ước đùi gà đi. Cái gì mà con tế đi. Đây, không có đùi gà, có đùi mẹ đi. Đau con ơi. Mời. Thôi em vẫn từ xì vợ lắm, để anh rồi ơi. Đừng có hỏi em ra cái gì. Hồi nãy cũng anh đốc mà mình thua đó. 3, 2, 1. Trời ơi. Thua rồi. Đội của Dương Lâm, Ngô Tiến Huy và Hiếu thứ hai là đội chơi trước. Yeah. Bây giờ thành viên nào sẽ ra khu vực chờ ạ? Là phải thông minh đó nha. Thông minh là tôi nghĩ là Ngô Kiến Huy. Anh Huy sẽ chạy xuống kia nha. Anh mà sao là tụi tôi bị quýnh đó. Yên tâm để anh. Nói về hiểu ý thì ai qua anh nữa. Đúng mọi rồi. Người thở là anh biết mọi người ăn gì rồi. Trời ơi. Hiếu ngày xưa đi học là em học sinh gì? Em học sinh giỏi. Sinh giỏi, tại sao lại Hiếu thứ hai còn Hiếu thứ nhất giỏi hả? Thì tại vì nó giỏi hơn em thôi chứ. Trời, em giỏi. Em đã từng làm liên đội trưởng cũng như là hạ lớp phó trật tự trong lớp. Cho nên giỏi lắm. Lớp phó trật tự thường học dở.
Sau đây là câu hỏi dành cho lớp phó trật tự và học sinh giỏi. Nếu mua quà tặng vợ hoặc bạn gái, bạn sẽ mua những món gì? Nước hoa. Áo. Quần. Giày. Túi xách. Kem trộn. Kem trộn. Trời ơi. Trời ơi. Son. Mascara. Trời ơi. Cái gì vậy? Thuốc đau bụng. Trời ơi, vô nghĩa. Nha. Vô nghĩa. Nha. Xe. Vô nghĩa. Học son. Gà đáo. Ngủ. Tặng vô nghĩa. Xiên me. Xiên me là cái gì? Đây là cái lăng. Bông tai. Bông tai. Sữa cho con. Đồ đi chơi. Ngủ. Tặng cho vợ. Sữa cho con. Sữa cho con là tặng cho con. Đồ ngủ. Đồ ngủ. Siêu xe. Siêu xe. Siêu xe. Điện thoại. Tóc giả. Là lông nheo. Trời, chúng tặng lại lông nheo. Hồi nãy mới kêu ra rồi. Skin care. Sữa rửa mặt. Ủa Hiếu ở trời không? Sữa tắm nắng. Sữa tắm trắng. Đồ giả lộ. 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 Hết giờ. Trời ơi. Tiếp rồi. Tiếp. Hết giờ. Linh chén. Hết rồi. Đồ ăn. Đồ ăn là cái gì? Là trái cây. Đồ ăn là cái gì? Trái cây tự nhiên. Ủa sao tặng cho bạn? Hết giờ. Ô mèo. Ủa thì tặng cho vợ cho trái cây đi thăm bệnh hả? Trời vợ em thích trái cây, vợ em thiếu trái cây thì hả tặng trái cây. Xin mời Ngô Kiến Huy lên đi ạ. Xin mời Ngô Kiến Huy lên đi ạ. Huy. Dạ. Em đang có những người đồng đội vô nghĩa. Xin mời đạo cụ. Thôi. Thôi. Nó khùng quá chị ơi. Anh em, dù trả lời đúng hay sai, chúng ta vẫn là anh em chứ hả? Chúng ta vẫn đẹp trai số 1. Đúng. Trời lông gà cái chiếu. Ủa, anh em ơi. Thôi cái chiếu không hên, nó Tết như thế nào bớt đem chiếu ra giùm em đi. Đưa đây, đưa đây mà. Đưa đây. Trời ơi, cái chỗ con gà nó quýnh đau nha. Trời ơi, cái chỗ con gà nó quýnh đau nha. Đau lắm đó. Đánh sao anh nhớ chỉ tụi em nhé. Anh mẹ lên, không sao. Đây là câu hỏi dành cho Huy. Nếu mua quà tặng vợ hoặc bạn gái, bạn sẽ mua tặng những món gì? Hoa. Yeah. Có. Một roi. Sao? Quýnh thiệt, quýnh thiệt bà con ơi. Một roi hả anh? Một roi. Đánh ngang hay đánh dọc nè? Sao mới là hoa? Hãy nghĩ tới hậu quả về sau nữa tướng. À vậy hả? Ok. Sao không nghĩ là hoa? Phải nghĩ những thứ lớn lao hơn. Tiếp đi anh, tiếp đi anh, tiếp đi, tiếp đi. Hộp sòn kim cương. Đó, vô tay. Sổ hồng sổ đỏ. Sổ hồng sổ đỏ quánh. Có cái nhà. Là nhà đó. Chấp nhận đáp án. Nhà. Nhà. Tại vì okay. Nhà có, nhà có sổ rồi, có nhà chưa. Khó quá. Ừ. Khó quá à. Chấp nhận đáp án. Nếu mà tặng người yêu nó thì còn cái gì ngoài một chuyến du lịch nữa. Sổ hồng sổ đỏ. Hai rồi. Hai rồi. Rít, rít. Một tấm hình. Rít. Bên ông đậu em không có lãng mạn gì đâu. Ok vậy. Nếu mà một người như em thực dụng như vậy, tiền không có luôn. Ông mà tặng về. Ba rồi. Trời ơi. Đào quá thấy lòng nó bay không? Tại sao đừng cái gì vậy? Hả? Vô trời gì vậy? Con sao gì quýnh con hoài vậy? Hả? Nói đến mày là mày là muốn đánh mày hả? Đã là... Đồng hòa đi! Trời ơi, hòa! Nhân cái ngày mà em bị quýnh á, anh tặng em gì? Ngày mà em bị quýnh, anh tặng em sự yêu thương. Anh tặng em sự yêu thương. Yêu thương? What? Bốn rồi. Cái gì vậy? Trời ơi! Ủa mấy người tặng gì ngộ vậy? Anh mới ngộ á, anh mới ngộ á. Tặng yêu thương, tặng khùng, tặng điên vậy. Em suy nghĩ đồng đội của em, tại vì Lâm nó dị hợm lắm. Thằng Hiếu lãng mạn nè, Lâm em tặng gì có gợi ý không? Em tặng cho một cú đấm tác giả. Tặng vợ yêu, tặng cái gì? Quy. À,
Nói cái gì nữa, anh già đã nói rồi, chẳng ô tô chứ gì. Yeah. Trời ơi, thấy chưa? Đó đó. Anh vẫn chơi cứ mọi người phát ơi. Quy, cứ phát huy giùm em. Tặng thêm cái nữa nè. Túi đồ hiệu. Hay gì ta? Đồ mỹ phẩm đồ không? Có luôn. Có luôn. Đã mỹ phẩm rồi. Ê, thì... ê, 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 ê. Quần áo đẹp. Quần áo. Đó. Đó. Thiết bị công nghệ nói chung. Nói chung là cái điện thoại. Nhỏ này. Có điện thoại nè. Mượn ơi. Tao tiếng quá à. Alo. Son môi. Có luôn. Có luôn. Bông tai. Có luôn. Có luôn. Đồng hồ. Không có đâu. Năm rồi. Năm rồi. Trời ơi. 2, 3, 4. Trời ơi. Giờ là cơ hội ta sẽ trả chù. Tôi xin phép được đoán à? Không, để anh đoán cho. Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Anh sẽ là người xuống dưới. Dạ. Yeah. Đau đớn để anh lo cho. Ok. Dưới có gì đâu đau đớn. Ủa anh Giang. Anh ơi. Trời ơi. Câu hỏi của các bạn là hãy liệt kê những hoạt động ngày Tết mà bạn thường làm. Một phút nấu bắt đầu. Nấu bánh chưng, bánh tét. Lên đi. Thôi anh nấu thì không hộp dịch. Coi múa lần. Mặc áo dài. Hát karaoke. Đi chụp hình. Đi đâu, đi chúc Tết. Lấy lì xì, nhận lì xì, chúc, đưa lì xì cho anh ta nữa. Rồi, đi chơi lô tô. Còn cua tôm cá. Mặc áo đẹp, quần đẹp. Đi sắm đồ. Đi sắm đồ. Chúc Tết ông bà chưa? Chúc Tết ông bà. Đi đâu, đâu? Đi tảo mộ. Đưa ông táo vào trời. Gì làm lễ gì vậy? Ba mươi làm lễ với ai chút nữa làm lễ hả làm lễ giao thừa lễ giao rồi. Thừa cúng cúng giao thừa rồi làm cùng kiệu làm cùng làm điên gấp được có một cái áo coi hề vui vẻ rồi xong hết giờ xong chưa xong chưa xong rồi hoàng hậu giá lâm trời ơi đã khen cho hai con tiểu nô tì. Ôi. Đã đánh nát cái đít hai tụi tôi thì ra đây là đây chính là Lâm Công Công à không ta là Gia Mung Mung Gia Mung 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 Dung Ma Ma ta ban cho hai người một cái phụng bào giờ lục tì tì bên trái ok blue tì tì bên phải đúng rồi Hắc công tử quỳ xuống để ta tự nguyện ba năm trời ơi trời ơi trời ơi làm cái tôi là rác mà vậy tôi trà vậy gì mà dọn tụi tôi luôn hay gì câu hỏi dành cho Trường Giang là hãy liệt kê những hoạt động ngày Tết mà bạn thường làm trời ơi nấu bánh chưng bánh tét đúng chưa đúng. Cái câu hỏi liệt kê mà liệt kê thoải mái thì ở đây không phải là dễ hay khó mà là hiểu ý nhau ăn ý nhau bao nhiêu hay không được sau khi mình nấu bánh tét bánh chưng dạ. Mình làm kiểu xong mình phải làm mứt một cốc nè ban thưởng rồi đầu đau chờ lên ơi sẵn sàng 3, 2, 1 ủa sao cơm thêm vậy có đâu quy cơm thêm vậy không có rồi. Em phủi chưa đâu đau đớn ngồi ở phía trước sau khi mình làm mất không thành công nào được thì mình phải dọn dẹp nhà cửa ai trời trời ơi ủa sao nhà ở dơ vậy chổi đâu đâu chờ lên nhà ở dơ 3, 2, 1 sau khi mình dọn dẹp nhà cửa là mình không dọn luôn thì mình phải đi tảo mộ dạ đúng có tảo mộ có tảo mộ giỏi quá đúng chưa lì xì có chúc tết có rồi mình phải mở tiệc ăn mừng nhắc nhắc không có nhắc gì đâu nhắc gì đừng có nhắc không có nhắc em thấy anh nhắc hỏi không có nhắc hỏi không có nhắc mình phải ăn uống sum vầy với gia đình ủa ba rồi ba đậu hai hai ủa trời ơi Dung Mama thầy chưa có đánh đây giờ sao có đánh chạy nữa đâu Dung Mama ơi nói cho mày là tấm đánh mày nè nói cho mày là không đúng mày là không đúng mày còn cái nữa rồi đậu vô mày nó tùy biết lỗi trời ơi nó thì có lỗi
sau khi gia đình mình không ăn uống á thì mình phải đi chơi Tết. Đi chơi Tết cỏ chơi Tết. Cỏ chơi Tết. Chơi gì? Chơi sao? Năm ông bà. Lô tô hay gì? Đi chơi chứ không phải là chơi môn gì. Môn gì luôn anh? Hả? Ờ, cụ thể thôi, mình cụ thể. Mình cụ thể thôi. Mình em kể hết rồi. Mình chơi bầu cua tôm cá đây gà rồi đó. Mình phải đi coi ca nhạc đồ. Coi ca nhạc đồ. Bốn rồi. Bốn cái. Mọi người từ. Rít. Dạ. Nói cho mày là muốn đánh. Muốn đánh. Muốn đánh mày à. Cái gì mẹ đánh con. Dạ gì. Cái nào mới số mà. Nói tụi mày thôi. Nói tụi mày tụi mày. Nói thật. Nói tụi mày là. Nói tụi mày tụi mày. Nói thật. Tôi là muốn đánh mình nghe 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 khổ quá luôn. Tới khổ quá luôn. Thôi anh nhảy quá. Khổ quá. Khổ quá. Hiểu thứ hai. Hiểu thứ hai. Dạ. Đỡ vậy. Trời ơi, em thương á. Dạ. Mà mẹ không cho. Xong tấu đi. Xong tấu à. Đỡ. Nhất đánh. Khổ quá. Khổ quá gì nữa. Bánh tét. Bánh tét. Bánh ấy. Bánh ấy. Ấy ấy. Nói lần cuối nha Tuấn nha. Dạ con biết. Anh em như thể gì? Dạ anh em như thể ta chân. Đó làm lần sao? Đỡ đần. Bầu ơi sao? Bầu ơi ta lấy bút cầm cho nó dài giống như cái bồn vàng. Sao đánh mạnh vậy? Em không biết. Dạ tại vì lúc đó cảm xúc em mạnh quá. Trời ơi là trời. Nào quá thấy lòng có bay không? Năm rồi. Trời ơi. Trời ơi. Một lần nữa nhớ nha. Em mới là anh bị liều. Cây không? Anh cảm nhớ. Ba cây rồi. Đủ rồi, làm lần. Dữ rồi. Sao nha. Để coi kết quả ai đúng nhiều hơn nè. Xin mời các bạn về vị trí. Đội Trường Giang các bạn trùng khớp được 7 đáp án. Trời ơi, đã vậy. Đội của Ngô Kiến Huy các bạn đoán bao nhiêu? Hình như 6, 8. Các bạn đoán được 9 đáp án trùng khớp. Trời ơi. Ủa? Thôi từ em đầu mặt vô cái. Cái trò này quan trọng là phải hiểu ý đồng đội. Hiểu ý đồng đội. Dạ. Mình nữa. Cái câu hỏi liệt kê mà liệt kê thoải mái thì ở đây không phải là dễ hay khó mà là sự ăn ý nhau. Trời ơi là trời. Anh nhường đó chứ. Con Jennifer nó đâu có xui. Trời chủ yếu là do mọi người chơi dở thôi. Wow. Hiểu rồi. Quá trời. Lát bói nào. Dạ, lát bói nha. Đó, trước khi ăn chúng ta phải làm vệ sinh sạch sẽ. Tại sao ăn uống mà thiếu tôi? Lâm, lát bói chưa? Lát bói đi, lát bói chưa? Đây. Qua lại miếng luôn. Trời ơi. Quý vị thân mến, nói về ẩm thực, tôi là một bụng. Đúng. Đây là món gọi cá trích gia truyền, truyền thống. Đó. Đây là cá trích sống. Và phải cuốn với lại những cái món ăn rau, rau đồ. Và mình quện với cái nước sốt đặc sản của Hà Tiên. Mà nước sốt như thế này. Dạ. Mở ra lên chưa? Đây là cua rang me. Đây là cơm xào hải sản, nhưng mà đây là cơm xào ghẹ nha. Cơm chiên ghẹ. Cơm chiên ghẹ. Chiên hả? Cơm chiên ghẹ. Đó, còn đây là rang tỏi nè. Rang tỏi nè. Cháy tỏi. Cầm ra ngoài đi. Cầm. Đi qua là kia ngồi. Lẹ. Trời ơi. Quần đời vẫn đẹp sao. Yêu vẫn đẹp sao. Rồi lần sau đơn chỉ cho mày gói. Chỉ mua chú giác. Đầy đủ vô. Đó. Ăn thêm miếng cá để cho đậm đà gia vị. Rau vô. Em không ăn rau hả? Rau rồi đó anh. Rau gì? Miếng dưa leo với miếng khóm. Mình tính đi qua bên đây. Thì Minh Tuấn đi qua bên đây, anh đi qua đây giùm em. Không, đang chỉ nè, thằng nhỏ không biết ăn, sao đồng đội mà không hiểu nhau không. Cái tay rít cành rồi, biết cuốn rồi kìa, có cái tay rít kìa. Cuốn vào ảnh nè anh Tuấn. Không, cuốn thử cho mọi người một cái thôi. Rồi nếu mọi người thấy tôi cuốn giỏi, cuốn hay, mọi người tặng tôi một cuốn cũng được. Trời không sao hết. Tuấn ơi, cái gì mà sĩ diện đây nó hết rồi. Không phải, ý nói vậy thôi đó. Đây nè, nè trước tiên là phải rau nè. Rau vô nè, nè không, anh không ăn đâu, yên tâm. Nè,
cuộn rau vô chút xíu cho nó gọn gàng. Đúng rồi. Cá vô. Đó là cách cuộn gỏi cuốn nha Tuấn nha. Đó. Chấm mặn, chấm mặn. Đúng rồi. Nè, để cho bé ăn nè. Hả miệng. Hết rồi nè. Hả? Ủa hả đâu qua? Mấy cái này tào lao nè. Thôi bự quá, bự quá, bự quá. Mày ra. Ờ. Ăn ngon được, ăn ngon được. Hạ ra. Hạ ra. Trời ơi. Hạ ra Tuấn ơi. Rớt. Nhả ra. Anh nhả ra. Em cho anh ăn chưa? Anh Tuấn. Anh nhả ra. Dạ. Tị miệng không? Anh tị bà. Thắng lại lại anh. Trời ơi Tuấn ơi. Không thắng thì ngày mai chiều mình thắng mình ăn chứ gì đâu. Em hiểu mà. Đánh mất tư cách. Em biết mà. Đi qua kia lẹ. Khổm hàng à. Rao vô. Trời ơi, trời ơi. Quy ơi, ăn sạch sẽ chú Quy ơi. Rau xanh rồi nè, ăn có rơ, có sơ. Cho miếng coi, cho miếng nước đi, hay là cho miếng cái hay cái gì đi. Đây ăn, đưa miếng nước nè. Trời ơi, Tuấn ơi. Đưa đem múc cho miếng nước để mà húp húp cho dễ nuốt. Đưa dán cho em. Chúng tôi không nhận ạ. Chúng tôi thà chết dinh hơn sống nhục. Dạ. Chúng tôi thà không ăn. Tao nói có thực mới giật được đào đúng không? Bây giờ không bị đói. Rồi lát chơi game nữa thì làm sao chơi lại mình, thấy không? Chúng tôi không sợ, chiều nay chúng tôi sẽ thắng. Bên đây thằng Hiếu đàng hoàng nhất, có cho nó gì không? Có, cho thằng Hiếu. Trong ba con người này, thằng Hiếu này nó đàng hoàng nhất, nó không có gọi là mưu đồ. Mà Hiếu, em ăn gì bên đây? Đâu có. Em ăn cơm. Hiếu. Dạ. Ba mẹ đẻ em ra sinh em lớn. Nuôi em tới ngày hôm nay không phải là tới để ngồi xin ăn người ta. Một muỗng. Tại tụi anh thương em mới cho em cái muỗng. Nếu em quay mấy chục vòng một muỗng này là em no rồi đó. Họ không cố gắng, chỉ một em cố gắng thôi. Ba mẹ đẻ em ra sinh em lớn. Nuôi em tới ngày hôm nay không phải là tới đây ngồi xin ăn người ta. Nhưng mà cái này là công sức của em. Nhưng mà cái này là muỗng cơm nhân đạo thì em xin phép từ chối. Muỗng cơm nhân đạo thì em xin phép từ chối. Không. Nữa giờ thả cơm trắng đâu rồi, thả cơm trắng rồi, nhục nhã chưa không à. Đội của em, my team, yes, my passion, my love, yeah, my passion, my love, yeah. Đơn giản đi dần, Hiếu chưa trả sự đời, qua 2-3 tập nữa Hiếu sẽ trưởng thành lên thôi, nó sẽ biết đâu là bạn, đâu là thù. Đúng quá trời. Ở đây là nam đầu đội trời, chân đạp đất, còn đối với những người gọi là luồn lách, luồn lách. Anh có thể ăn muỗng cơm nhân đạo hay không? Anh có thể ăn muỗng cơm nhân đạo hay không? Ăn liền, mình ăn liền. Ăn cho mà thấy. Rồi, massage anh cho em ăn cái gì? Ăn ăn. Trời ơi, massage thôi, massage thôi. Massage đi. Dạ. Thì xíu tôi sẽ cho em ăn tôm hùm. Trời ơi. Qua bên đây, qua bên đây. Qua bên đây. Ôi em đánh nhưng qua bên đây đâu em mất sáng à. Dạ dạ tôi đợi em đã. Dạ ok. Dạ 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 tiếp cho miếng tôm nha. Ừ. Qua đây tôi đợi em. Đợi em. Nhảy ra. Em nhảy ra tôi không cho nuốt. Không tắt ra ngoài. Gì vậy? It was but we wait. Ôi hôm nay sáng quá vậy? Có cây thông. Ôi. Dễ thương quá. Hiếu ơi, vô chụp hình với anh nè. Vô chụp hình nè. Hai á.
Ủa, nhóc gì vậy? Ủa, có thấy không? Được, đẹp lắm. Thì giống như hai con chó đi. Đẹp lắm. Đẹp quá. Đẹp. Đẹp. Dạ. Mời quý vị. Không biết quý khách dùng vang trắng hay vang đỏ hả? Vang đỏ, để là vang đỏ rồi. Ok, vang đỏ nhé. Uống trực tiếp. Uống trực tiếp. Ôi. Rồi bây giờ như các bạn đã thấy ha, phần ăn của đội thua thì chúng ta đã chọn sẵn rồi. Trời. Còn đội thắng thì các bạn đã có một bữa ăn thịnh soạn với đầu bếp riêng chuẩn bị sẵn ở ngoài kia. Bữa tiệc tối nay là bữa tiệc mừng Giáng sinh và năm mới. Do đó là các bạn sẽ được đối đãi rất là đặc biệt ở trong chặng này ha. Đây cũng là nơi mà chúng ta nghỉ đêm lại luôn. Còn nghỉ chính xác ở vị trí nào thì là chúng ta sẽ có game chơi sau. Ở đâu cũng ngon. Đội thắng sẽ ra ngoài để coi nào là kia. Nhưng mà đội thua, nếu như các bạn muốn cải thiện bữa ăn thì các bạn có thể là góp phần phục vụ đội thắng ha. Phân công lao động. Dạ. C. Dạ. Không có đội mà thua thì qua kia đi, không có phân công gì hết trơn. Đâu tụi em thôi, không có gì đâu ăn. Chứ giờ đi nguyên ngày đói quá chơi. Thôi đi ra, mình đợi chung đội ba, ngồi thôi. Bên ơi. Bên kia có bạn, bên kia qua bên kia ngồi ăn đi. Đâu, tụi em đứng đây chờ phục vụ đó. Có một cái đêm gọi là nghỉ lễ cuối năm như này, cũng chúc cho gia đình sức khỏe bình an. Em cảm ơn anh, cũng chúc gia đình anh là viên mãn nha anh. Anh là hạnh phúc nha, vạn sự như ý nha. Hey, cảm ơn anh nhiều. Bốn đứa mình giống bốn đứa vô gia cư kìa. Vô gia cư kìa. Tại vì ban tổ chức cũng đã quyết định một cái set ăn này nó rất là ấy tiền. Dạ. Cho nên thôi ra các em ra đó chọn thích ăn gì thì chọn, chọn thích ăn gì thì chọn. Anh ơi, nhưng mà năm nay kinh tế khó khăn, ăn uống là phải ai nói gì cho họ. Anh kiếm thôi, chia sẻ cho anh em với. Thông tin à? Cho bị đoạn. Đi thôi anh. Đi qua kia con đường. Đúng rồi, đi qua kia. Mình cũng đi xem phim đi. Mình nhớ nhầm thế rồi. Đi xem phim thôi. Trời ơi, tê hề quá vậy. Trời ơi. Tôm hùm bông luôn. Tôm hùm này là mắc nhất á. Dạ, vậy ha. Tôm hùm bông Việt Nam mình mắc hơn Alaska. Đâu, cái gì? Có đứa tôm bông nó. Nè, con cá mú nè, cá mú nè. Rồi, cá mú. Ghẹ, ghẹ này là ghẹ xanh nha. Ghẹ xanh ngon. Lấy con này đi. Tôm hùm bông nha. Gia chủ họ cần ăn bò nhiều rau. Wow, anh thành phục vụ rồi hả? Đúng rồi. Chuyến cơm em ơi. Cho em đi làm với. Trời ơi. Em thất nghiệp bữa giờ. Nhà hàng nó thiếu, đúng có thiếu chừng đó. Trời ơi. Đi làm đi em. Vô đi làm thôi. Nhưng mà trước khi ăn đó, cái nhà hàng quy định là phải test món trước cho khách. Bởi vì khách rất là khó tính. À vậy hả anh? Nè, ví dụ mình ăn thì mình test một miếng coi khách bị sao không? Ok không? Em không có cảm nhận được. Em không có cảm nhận được. Phải phải nghĩ không? Em ơi, em thua mà em chờ cái gì? Em thua mà em chờ cái gì? Em chờ nó có cháy không em lấy. Đi vô. Có làm tự trọng đi. Trời ơi, thua mà nó gấp giống như là người chiến thắng vậy đó. Rồi hả lên trên mạng cái thả bài đặt tôi là vậy hiếu vậy đó, con gái thương. Đâu, mà em gấp cho mấy anh, em vô phục vụ mấy anh mà. Gái đâu biết là hả chân thua cái vậy. Em ơi, lấy cho anh mày miếng mực đi. Anh không muốn khán giả nói cái này chỉ làm màu thôi. Dạ. Bỏ vô ăn hết cho anh đi. Con cá mú hả? Qua đã, qua đã. Rồi, ăn con sao? Không, không. Thôi, coi, coi. Lô tiền mời ạ. Móc ra cho tôi đi. Dạ. Cắt ba nha. Cắt ba đi, cắt ba đi. Trời ơi, gia đình mình nghèo quá vậy. Nghèo lắm em ơi. Trời ơi, đem cho thừa đó. Sao tập nào cũng đầu thai gia đình nghèo hết. Sao tập nào cũng đầu thai gia đình nghèo hết. Đầu thai ha. Ôi, con tôm này đã nguội rồi.
Tường tụi tụi em lắp giỏ luôn không? Lắp giỏ em làm cho, em làm cho. Xin cái gì là có cái đó. Ok. Ước gì tôi có một con tôm. Em gấp đủ giỏ đi. Ủa? Trời ơi anh ơi, nhỏ đẹp trai vậy nói thùng rác. Đây một cái nồi thần kỳ của em á. Thử uống massage cho tôi đi. Trời ơi à, massage anh cho em ăn cái gì? Ăn ăn rồi. Trời ơi, massage thôi, massage thôi. Massage đi. Dạ. Thì xíu dạ. Tôi sẽ cho em ăn tôm hùm. Trời ơi. Qua bên đây, qua bên đây. Qua bên đây. Ủa em đánh nhấp qua bên đây. Đâu em massage mà. Dạ, dạ. Tôi đợi em đã. Dạ, ok. Dạ, dạ. Trời ơi. Dạ, tiếp về miếng tôm nha. Ừ. Qua đây tôi nhận em. Nhận em. Nhảy ra. Em nhảy ra tôi không cho nuốt. Không tắt ra ngoài. Gì vậy? Xèo vậy anh? Rồi cho đầu con cho ta ăn luôn vậy. Đúng rồi, ham ăn hóc uống. Con ghẹ đánh bắt xa bờ. Đúng rồi. Có mới nới cũ đi anh, ăn ghẹ đi. Tôm để em ăn cho. Em cho, em cho gia đình em nha. Em mang cho gia đình em. Ok. Ừ. Mẹ ơi. Gì con? Nè, con mới kiếm được con tôm. Trời ơi. Nào ba anh em mình ơi. Ơi. Bây giờ ở đây anh có một hộp quẹt kim. Ok. Bây giờ mình ước là mẹ về đi. Ok, ước mẹ về nha. Lâu lắm rồi mẹ chưa có đi về. Mẹ ơi, ước gì mẹ xuất hiện ở đây. Mẹ ơi, mẹ Lâm ơi. Con mẹ về đi các con. Quá trời ơi. Quá là hiệu nghiệm. Mình còn hai quay gym nữa. Ước đồ ăn đi anh ơi. Ước đồ ăn. Ước cái đùi gà đi anh. Ước đùi gà đi. Ước cái gì mà con tế đi. Đây, không có đùi gà, có đùi mẹ đi. Đau, 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 đau. Đau, đau con ơi. Đây là đêm Giáng sinh và năm mới, chúng tôi không nỡ nhìn thấy các bạn ăn khổ sở như vậy, cho nên là ban tổ chức quyết định là có một cái món quà cho các bạn. Cả hai đội đều sẽ được ăn lẩu cá. Wow. Ước mình cùng bay. Phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, xem trọn bộ duy nhất trên VN.